Các bạn đang xem video trên kênh thị trường ô tô xe máy. Toyota Veloz 2023 sẽ có phiên bản hybrid tương tự như là đèn em Race. Theo tin đồn, mẫu MPV Toyota Veloz 2023 thế hệ mới sẽ sử dụng công nghệ truyền động e Smart Hybrid giống như Race đang được bán tại Nhật Bản. Tại triển lãm ô tô quốc tế Gaikindo Indonesia năm 2022 diễn ra vào giữa tháng 8 vừa qua, một số người tình ý đã phát hiện ra sự bất thường ở vị trí trưng bày của mẫu MPV Toyota Veloz. Theo đó, không hiểu vì lý do gì mà Toyota lại xếp Veloz vào khu vực dành riêng cho các xe dùng mô tơ điện của hãng. Cụ thể, Toyota Veloz và Camry Hybrid được xếp phía sau mẫu xe ô tô điện BZ4X trong suốt thời gian triển lãm. Toyota Veloz không hề được thay đổi vị trí, do đó cách sắp xếp vị trí này được cho là không phải nhầm lẫn mà là có chú ý. Điều này đã dấy lên tin đồn về việc xe sẽ có phiên bản Hybrid trong tương lai gần. Khi được hỏi về Toyota Veloz bản Hybrid, ông Anton Jimmy Suvandi, giám đốc marketing của Toyota Indonesia cho biết không có quy tắc nào cả. Khu vực này không chỉ dành riêng cho xe dùng motor điện, có cả những dòng sản phẩm khác cũng vẫn có thể được xếp lẫn vào. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Toyota Veloz được đồn là sẽ có phiên bản Hybrid. Ngay từ cuối năm 2021, khi Toyota Veloz thế hệ mới chuẩn bị trình làng, tin đồn này đã lan truyền trong làng xe. Nguyên nhân là do Toyota Veloz 2022 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Daihatsu New Global Architecture. Đây vốn là cơ sở gầm bệ được phát triển để phù hợp với hệ chuyển động dùng xe motor điện. Chưa hết, Veloz thế hệ mới còn do Toyota Motor Manufacturing Indonesia sản xuất, trong khi đó người anh em Toyota Avanza 2022 lại vẫn do Astra Daihatsu Motor sản xuất cùng với mẫu MPV cỡ nhỏ Xenia. Giải thích về điều này, bàn lãnh đạo của Toyota Indonesia từng cho biết việc tách riêng dây chuyển sản xuất của Veloz và Avanza 2022 là một phần của kế hoạch điện khí hóa dòng sản phẩm tại đây. Tại triển lãm Gakindo năm 2022, Daihatsu cũng đã mang mẫu xe Rocky Air Smart Hybrid đến trưng bày. Hiện mẫu xe này chưa được bán ra thị trường Indonesia, nhưng công nghệ truyền động Air Smart Hybrid có thể được dùng cho Toyota Veloz Hybrid năm 2023 mới, cũng được trang bị cho cả Toyota Raize ở Nhật Bản. Hệ chuyên động Air Smart Hybrid có nguyên lý hoạt động khá giống với Nissan Kick Air Power sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, xe được trang bị động cơ xăng VAVEC 3 xi lanh dung tích 1,2 lít, sản sinh công suất tối đa 80 mã lực, tại vòng tua máy 5.600 vòng phút và mô-men xoắn cực đại 105 Nm tại giải tua máy 3.200 cho đến 5.200 vòng phút động cơ này đóng vai trò máy phát điện để sạc cụm pin lithium-ion 4,3 Ah nằm bên dưới ghế sau trong khi đó nhiệm vụ truyền động cho xe thuộc về mô tô điện nằm trên cầu trước có công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 107 Nm nhờ hệ truyền động này Toyota Raize Smart Hybrid không cần dùng đến hộp số và chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 28 km cho 1 lít, tương đương khoảng 3,57 lít cho 100 km. /l. Hiện tại Toyota đang lên kế hoạch bổ sung phiên bản hybrid cho mình nhiều mẫu xe như Fortuner, Hilux và Innova. Trong đó, Toyota Innova Hybrid dự kiến sẽ chính thức trình làng vào cuối năm nay, vì vậy sẽ không ngạc nhiên nếu Toyota Veloz cũng được áp dụng chiến lược tương tự trong tương lai gần tới. Các bạn đang xem video trên kênh thị trường ô tô xe máy chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể sắc nét và đẹp mắt rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận bài thường xuyên chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và thành công